Chị rồi. Hoàng Đông bên này. Hoàng Đông đi qua chúng tôi cứ đi, ông cứ nói bọn đấy là người qua chúng tôi hết. Chiều nay đi Hoàng Đông. Nhưng bọn tôi thì là được cái là quay như là ra cái vùng thành phố giáp sông kia. Bọn tôi nó ở vùng giáp sông kia, giáp sông khỏe đấy cơ. Chiều nay là anh em em đi Hoàng Đông. Và chiều thì cũng không thể chiều được tối. Ừ, tối ba phần cứ bắt lấy toàn ngày đó, toàn phát lên toàn đêm. Không có ban ngày. Không sợ, không đi ban ngày sang còn vùng bọn tôi không sợ. Có nghĩa là không đi vùng bọn tôi là không cần phải tránh đâu mà, không có chạm chốt gì cả. Không cứ đi ra chân cầu khỏe, không sẽ phải thế là không về chúng tôi ngay. Đây ở bên cháu này giờ Đông La là đang ở vùng đỏ luôn. Ờ à, đúng rồi. Trong đó các bác về là phải bảo cho tôi đi vào Liên Giang nhé, chứ đừng bảo đi vào Đông La. Đi Đông La là bắt các bác lên phường luôn. Không, bọn tôi là bọn tôi bọn tôi mà bị bắt lên lên phường tôi là chúng tôi chủ ngoài như chúng nó mệt rồi. Rồi bọn tôi đi quốc lộ 10 mà bọn tôi cũng không ngại đi quốc lộ 10. Bọn tôi lấy chốt, bọn tôi tránh ngay. Mình nhìn thấy dây đỏ cái về quay lại ngay, dây răng cái về quay lại ngay. Không chết. Cày không? Ý là cày nghe chửi gì?
ngoài đây mới đông đa, ngoài không nghe. Thực ra anh em mình nói với nhau là cái việc đó nó về các chú rất là nhiều bác, nhưng các chú làm đúng cái thằng này đấy, cái thằng chết tiệt này, nó làm cái cày cày được không thế phải là... Nếu như các chú tất nhiên là 100 cái thì cũng không đủ 100, chúng tôi phải khẳng định như thế, nhưng mà nó lỗi nhiều, lỗi ít chứ lỗi nhiều thì các chú không thể làm đến cái lỗi nhiều được. Bây giờ không có một lỗi nào. Đúng rồi. Chứ còn nếu mà để bây giờ nói với các bác của đống đồng tiền làm ra là còn để lỗi nữa thì chết thôi. Đúng rồi. Bác bảo giờ không thể có lỗi được. Công thợ thì đắt, sắt thì đắt, về cắt ra cắt vào đã mất mạch cắt là đã chết rồi. Anh em mình phải nói với nhau nó đúng như thế chứ không phải là gì. Cái lỗi thì là nó ít lỗi xảy ra. Và mình đã lập xưởng mà giao khắp nơi này thì coi như là nó mai tiền lãng sang đây chứ không phải xong đâu. Phòng sang đấy. Đây là dấu khắc bằng khoai lang. Đây cho hướng dẫn qua cho bác nhé, để về bác làm cho nó dễ. Bác lắp vào máy thì ở đây nó cũng vẫn có ba cái lỗ như lỗ lắp kiếm bình thường. Bác lắp cho cháu hai cái lỗ dưới cùng vào con máy của bác. Đây bên này có lỗ dưới cùng mà bên này có lỗ dưới cùng luôn. Đa phần thì cái bên này nó có gen thì bác cứ lắp ở cái dưới cùng này đi đâu. Còn cái bên này nó không có gen, nếu mà cái thanh của bác mà nó dài quá nó có nghe nó thấp xuống rất đều. Bác có thể cho cháu lỗ này một lỗ. Còn ở trên này chống cầu thì nếu mà máy của bác mà nó có cái hướng tam giác thì bác tháo cái tóc này ra. Xong bắt đầu bác dùng cái chống từ đây chống thẳng vào cái lỗ của nó ở đằng sau đít máy nó cũng có ba lỗ như vậy. Và bác chỉnh cái cháu làm sao cái khung cày này thì cái bên này nó cao hơn bên này một tí. Và cái chảo đầu này nó cách đất lên khoảng tầm 4-5 phân. Và thế còn về cái bộ phận này thì nó lại thế này bác. Khi cày này đã tiếp xúc chảo cuối này tiếp xúc đất, bánh này chạm đất rồi. Thì bác chỉnh cho cháu cái này, cho nó hững lên trên này, khoảng 5-7 phân. Đấy, bác để nó hững lên này, hai cái này, con này khóa chặt vào nhau. Con ốc ở dưới lò xo này thì bác nén cho vừa căng, vừa đủ căng. Đấy, như cháu đang để thế này chẳng hạn, nó vừa đủ căng. Bác lại khóa chặt nó lại. Làm sao cho khi mà bác nâng cái lên thì nó tụt xuống, nhưng bác thả cái xuống là cái bánh lái này nó phải chạm đất trước cái chảo. Bánh lái chạm đất rồi bắt đầu nó so nó chùn lên thì bắt đầu chảo nó nâng cày xuống là nó tụt cái này xuống đúng không? Vâng, nâng cày nó tụt bởi vì nó có cái độ hấp. Ok. Có cái lò xo này thì để khi mà bác vào đất cứng đất mềm thì tự nó nún nảy nó đượm. Thế còn cái trục này thì cái chiều cong của nó lúc nào cong dưới đất, bánh lái đổ sang phải như thế này. Và hướng của cái bánh lái này theo cái mặt phẳng cắt này. Mặt phẳng này nó xiên vào giữa cái mặt cày như thế này. Mặt cày này đấy, cứ xiên vào đấy. Thế là bác gần như là bác nắp vào máy. Nó đạt cho bác được khoảng tầm là 90%. Ok. Còn đâu là chốc nữa là mỗi một lần mà giả sử như đầu máy nó lao ra đây hoặc nó lao vào đây, bác muốn chỉnh chẳng hạn thì cứ đầu máy nó lao về đâu thì bác chỉnh cho cháu cái chỗ này nó hướng vào đấy. Bác cầm cái trục này, bác nhả nó, bác cầm cái trục, bác quay cho cháu. Mỗi lần bác quay có thể quay ngược quay xuôi. Làm sao cho cái bánh lái nó đi theo hướng. Mỗi lần mà đi nó đang từ thế này, nó chỉ chỉnh cho cháu ra khoảng phân một thế này thôi. Này. Tí một thế này thôi. Xong bắt đầu là bác lại chạy lên khoảng 2-3 mét, bác thử xem nó thẳng chưa. Thẳng rồi thì bắt đầu bác khóa chết lại là xong. Rồi, nghe đấy. Bắt đầu đang lấy rồi. Đó. Có cài rồi, tí về rồi. Yên tâm rồi. Đấy, nó nóng ruột thế đấy. Thôi chứ. Và cái trục của bánh lái là bác cứ bằng bên này thì cho cháu đừng thò ra bên này quá. Bởi vì cái này là lúc nào cháu làm cho tính đủ hết rồi, nên là không cần làm thừa.
Những con ốc này là ốc bao nhiêu? Ốc này là cà lê 24 bác nhé. 24 à? 24. Bác chỉnh được rồi thì bác khóa chặt nó lại cho cháu, đừng để nó lỏng, lỏng nó rơi mất bánh đáy là bác không biết là lại phải đi mua. Mua thì lại phải mất tiền. Đấy. An nó đặt cái gì? An nó bảo là quay trong nhà, trong có đồ của em chứ chị. Đồ từ từ, cứ bình tĩnh. Chẳng có gì, trong nhà chẳng có gì An ạ. Mỗi cái chả bốn thôi An ơi. Bánh lòng thì ở ngoài kia còn vừa lăn. Vừa lăn chưa có. Cái Vũ Hải ở đây đi. Thì để một cái tên rồi cái cá nghiền làng này. Tôi tí chế tạo. Ôi giời. Máy tổng hợp. Tan nát rồi. Chuyện ở xưởng này sắp tan nát rồi. Nên giờ chuyển đến nó nổ tập cổng nghe bác kìa. Nó đây này, nổ tập cổng đấy này. Nó nổ tập cổng. Thế nhờ. Chờ bác hai cái chốt. Vâng. Bác có lấy đồ. Không. Bác có đơn giải. Thế gia đình 6.000 em lấy tiền. Bác kìa. Đơ 65-75. Anh ấy bảo là đơ 65-70 phân. Được rồi, chốt này của mình được. Vành ở trong nhà vẫn còn nguyên. Chưa ông nào bê đi đâu cả, cứ yên tâm. Chuột không gặm được. Kỷ niệm lên hả? Dạ. Kỷ niệm lên hả? Ừ. Ok của bác. Hết. Ừ. Chú cẩu lên hộ anh cái đi. Để cho cẩu lên. Cho là tìm cái dây nãy đâu rồi. Nhìn mình ra mất ạ. Đây rồi. Anh em mình không sang thì chắc là cũng chưa chắc được đâu. Hôm nay biết ngay mà em không bắt yên tâm không sang cứ từ giờ đến chiều. Đến tối là chiều nào đấy. Cứ từ giờ đến chiều. Xe nhà bác hay bác đi thuê bác? Xe nhà bác à? Thuê đi. Thank you.
À chà, các bác vào đông thế nhỉ? Ê, của anh có cái tăng đấy ngon, chắc. Ồ, đây giờ em mới trò chuyện với chị Ngát Lê nhá. Chào chú Nguyễn Gia Thuyết, chào anh Đợi Nắng, chào Trần Anh An, chào anh Nguyễn Tuân, chào anh Trần Hải nhá. Em chào tất cả mọi người, chào anh Nguyễn Quý. Không công nhận nhìn cái màu này trông nó tối tí nhưng mà nó chắc. Em chào anh Đào Nguyên Bảo nhá. Đặt cày cho con L145 thì anh đặt dàn 5 hay dàn 6? Nói chung là khoảng tầm 5 ngày. 5 ngày là nhanh nhất anh nhá. Còn đâu là nội nhật thì khoảng tầm 1 tuần thì có hàng. Không nhanh hơn được. Ôi, em chào tất cả mọi người. Em kết thúc video tại đây. Hàng đã yên tâm cho các bác rồi. Chắc về đến nhà là khô là vừa.